Ai cũng biết Nike là đế chế thể thao hùng mạnh nhất thế giới. Trong vòng chưa đầy 6 thập kỷ, giấc mơ của một cá nhân tạo ra những đôi giày tốt hơn đã trở thành một tập đoàn toàn cầu có giá trị lên tới 139 tỷ đô la. Phép màu đó đã xảy ra như thế nào? Tôi là Củ Đậu và đây là cách gây dựng một đế chế từ con số 0. Hãy xem đến hết video này vì biết đâu bạn cũng sẽ làm được như họ. Đó là vào năm 1962 ở nước Mỹ, một chàng thanh niên 24 tuổi tên là Phil Knight vừa tốt nghiệp đại học Stanford. Phil có một ý tưởng tuyệt vời ấp ủ trong đầu. Hồi học đại học ở Phil có thi chạy cự ly dài, Phil đã viết một bài luận có tựa đề như thế này: giày thể thao của Nhật có thể gây ảnh hưởng tới giày thể thao của Đức như cách mà máy ảnh của Nhật ảnh hưởng đến máy ảnh của Đức hay không? Ok, tôi sẽ giải thích. Thời điểm đó thì các thương hiệu Đức trên thị trường Hoa Kỳ đang dần bị thay thế bởi Nikon và Canon. Do đó mà câu hỏi của Phil là liệu giày của Nhật có thể làm điều tương tự với Adidas hay Puma, những thương hiệu đang thống trị nước Mỹ hay không? Phil tin chắc ý tưởng của mình sẽ hốt bạc, ngoại trừ việc anh chàng này chưa từng xỏ chân vào đôi giày của Nhật nào, chẳng biết gì về kinh doanh giày và cũng không có đầu mối liên hệ nào ở Nhật. Thế nhưng đúng như tinh thần của Nike, just do it, Phil quyết định vì yêu mà cứ đâm đầu. Vào tháng 11 năm 1962, Phil đi du lịch đến Nhật Bản. Tại thành phố Kobe, một cửa hàng giày đã va phải ánh mắt của anh chàng. Nó thuộc về một công ty có tên là Onitsuka Tiger. Quyết tâm nhập những đôi giày chất lượng cao và giá rẻ này về Mỹ bán, Phil đã xin gặp lãnh đạo của Tiger. Anh chàng tự xưng mình là một nhà phân phối giày uy tín ở Mỹ, trừ việc là anh chàng vừa tốt nghiệp đại học và chẳng sở hữu công ty nào cả. Do đó mà khi lãnh đạo Tiger hỏi tên công ty anh là gì, Phil đã buột miệng bịa ra ngay tại chỗ. Cái tên đó là Blue Ribbon Sports. Thế nhưng điều kỳ diệu là người Nhật đã tin và đồng ý để Phil là nhà phân phối độc quyền của Tiger ở Mỹ. Phil nhận được lô giày đầu tiên gồm 12 đôi vào năm 1963. Anh chàng này lái xe đến các đường chạy và cố bán chúng. Thế nhưng mà thế này thì không ổn rồi. Phil tìm đến người duy nhất mà anh ta quen có hiểu biết sâu rộng về giày. Đó là cựu huấn luyện viên của Phil ở Đại học Oregon là Bill Bogerman. Thời điểm đó, Bill là một trong những huấn luyện viên nổi tiếng nhất ở nước Mỹ. Học trò của ông bao gồm nhiều vận động viên Olympic. Điều ngạc nhiên là Bill thích mấy đôi giày của Tiger đến mức mà ông ta tự đề nghị làm đối tác của Phil. Tới tháng 1 năm 1964, Bill và Phil lập ra Blue Ribbon Sports. Mỗi người bỏ ra 500 đô la. Tất cả được dùng để mua lô hàng đầu tiên bao gồm 300 đôi. Mỗi đôi có giá là 3,33 đô la và chỉ trong 3 tháng đã bán sạch bóng. Trong những năm đầu tiên, công ty thu được 8.000 đô la. Với số tiền đó, Phil bắt đầu thuê người bán hàng. Nhân viên toàn thời gian đầu tiên là người đàn ông này, Jeff Johnson. Công ty tiếp tục phát triển. Trong lúc Phil lo việc kinh doanh, thì Bill chính là động lực đổi mới. Thời đó chạy bộ chưa phổ biến ở Mỹ, thế nhưng Bill đã viết một cuốn sách về môn thể thao này. Và ngạc nhiên chưa, nó bán được tới 1 triệu bản. Công ty cũng được hưởng lợi nhờ đi đầu trong việc marketing giày cho người chạy bộ. Bill cũng là một nhà phát minh. Ông thường mổ xẻ những đôi giày nhập khẩu từ Nhật và tìm cách cải tiến chúng. Ví dụ như là việc tăng độ dày đệm chân hoặc dùng nhiều vật liệu nhẹ hơn. Ông gửi yêu cầu đến bên Nhật Bản cải tiến sản phẩm. Nói cách khác, Bill mới là người thiết kế giày cho người Nhật sản xuất. Trong số những thiết kế của Bill, phải kể đến đôi Cortez, một trong những đôi giày bán chạy nhất vào năm 1968. Mọi thứ đang diễn biến hết sức tốt đẹp. Cho đến một ngày, kế hoạch thiên tài ban đầu đã phản lại chính họ. Đôi giày Cortez bán đắt như tôm tươi, nên là Phil phải liên tục thúc giục Tiger gửi hàng sang. Thế nhưng hãng giày ở Nhật Bản vẫn cứ tà không vội. Mãi sau thì Phil mới phát hiện, hóa ra là Tiger đã ưu tiên cho các khách hàng Nhật Bản trước, còn thừa cái gì thì mới xuất sang Mỹ. Tiger còn thường xuyên lờ đi hoặc chậm cải tiến sản phẩm theo yêu cầu, khiến cho Bill nổi điên vì đã phải dày công nghiên cứu. Để cải thiện tình hình và tìm cách gia hạn hợp đồng, Phil dàn xếp một cuộc gặp gỡ với đại diện của Tiger. Thế nhưng cuộc gặp chẳng đi đến đâu. Tiger liên tục chê trách doanh số của Blue Ribbon, mặc dù những con số nói lên điều ngược lại. Và thế là trong lúc người kia rời khỏi văn phòng, Phil đã xem lén một tập hồ sơ trong cặp táp của người đại diện Tiger. Một danh sách gồm 18 nhà phân phối giày ở Mỹ cùng lịch hẹn hẳn hoi. Rõ như ban ngày là nhờ công sức của Blue Ribbon mà giày của Tiger mới nổi tiếng ở Mỹ. Thế nhưng khi danh tiếng đã vững chắc thì Tiger lại muốn tìm một nhà phân phối lớn hơn. Và thế là hai bên đường ai nấy đi. May mắn thay, mẫu giày Cortez là thiết kế của Bill. Do đó, Mao có thể tự sản xuất mẫu giày này ngay sau khi hợp đồng với Tiger kết thúc. Càng may mắn hơn là thời điểm đó rơi vào năm 1972, ngay trước kỳ Olympics diễn ra ở Munich. Thế nhưng Phil đã bắt tay chuẩn bị từ trước. Vào năm 1971, ông nghĩ tên mới cho công ty và đề xuất đổi tên thành Dimension Six. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu như lúc ấy người nhân viên đầu tiên Jeff Johnson không bước lên và nói hãy đặt tên công ty là Nike, nữ thần chiến thắng của Hy Lạp. Tiếp theo là logo. Mọi chuyện diễn ra theo cách ngẫu nhiên nhất có thể. Phil đến một trường đại học gần đó, tóm lấy sinh viên thiết kế đồ họa ông gặp. Và thế là logo Swoosh huyền thoại đã ra đời như thế, với cái giá khủng khiếp là 35 đô la. Còn về sản xuất, lần này thay vì một hợp đồng độc quyền, Phil thiết lập một mạng lưới nhà thầu phụ trên khắp nước Nhật. Vào năm 1971, Blue Ribbon Sports chính thức trở thành Nike. Lúc này doanh số hàng năm đã vượt 1 triệu đô la. Từ đó đến nay, Nike tiếp tục bành trướng và trở thành đế chế toàn cầu mà chúng ta biết tới ngày hôm nay. Thế nhưng thành công của Nike đã làm rất nhiều người sốn mắt. Một ngày nọ, Phil nhận được một lá thư kỳ lạ. Nó đến từ cơ quan thuế, nói rằng Nike nợ thuế tới 25 triệu đô la. Nếu đây không phải là trò đùa, thì Nike sẽ phá sản. Hóa ra là các đối thủ cạnh tranh của Nike ở Mỹ như là Keds, Converse, vân vân đã vận động hành lang để chính phủ Mỹ áp dụng cái gọi là giá bán hàng Mỹ. Thế này nhá, luật này có từ trước cả cuộc đại suy thoái. Đại loại là nếu một mặt hàng được sản xuất bởi một công ty ở Mỹ thì những công ty khác nhập khẩu mặt hàng đó từ nước ngoài sẽ phải trả thêm thuế nhập khẩu là 20%. Mục đích là để hỗ trợ cho hãng sản xuất trong nước. Vì Nike không sản xuất giày ở Mỹ mà nhập khẩu từ Nhật, nên là mỗi đôi giày sẽ phải cõng thêm khoản thuế 6 đô la. Trong suốt 3 năm, Nike đã chiến đấu quyết liệt. Ngoài cuộc chiến pháp lý trước tòa án, họ còn tung ra quảng cáo về câu chuyện để tranh thủ sự ủng hộ của khách hàng. Cuối cùng, Nike chỉ phải trả thuế 9 triệu đô la thay vì là 25 triệu như ban đầu. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Không chỉ giày, Nike bắt đầu tung ra những món đồ thể thao khác, không chỉ để kiếm nhiều tiền hơn mà còn để có nhiều lợi thế hơn khi mà đàm phán hợp đồng quảng cáo, tài trợ với các vận động viên. Trên thực tế thì hợp đồng với các ngôi sao là một trong những chìa khóa dẫn tới thành công của Nike. Công ty quả là có biệt tài, nhìn ra tiềm năng của những ngôi sao tương lai để ký hợp đồng ngay từ khi họ mới chớm nổi tiếng. Từ Tiger Woods, LeBron James và dĩ nhiên là Michael Jordan. Đến đây thì bạn nghĩ câu chuyện này là một bài học truyền cảm hứng đúng không? Thế nhưng mà cũng không hẳn đâu. Vào năm 1991, một phóng sự suýt đã hủy hoại toàn bộ danh tiếng của Nike. Bộ phim có tên là Đằng Sau Dấu Phẩy cho biết Nike đã bí mật sử dụng lao động trẻ em và bóc lột người lao động ở các nước kém phát triển. Theo đó thì công nhân buộc phải ở trong những khu ổ chuột, dùng chung toilet và chỗ tắm rửa với hơn 100 gia đình. Họ bị nhồi nhét trong các nhà máy không đủ an toàn. Trong giờ làm không được đi uống nước hay đi vệ sinh, chỉ để được trả công hơn 1 đô la mỗi ngày. Đến năm 2001, một bộ phim tài liệu của BBC đã bóc trần nạn sử dụng lao động trẻ em và điều kiện làm việc tồi tệ trong các nhà máy của Nike ở Campuchia. Biểu tình, tẩy chay. Từ trước đến giờ, Phil Knight và các cộng sự luôn đứng ở vị trí người tốt. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ bị chỉ mặt là kẻ xấu. Nike quả thực đã có những nỗ lực để giải quyết tình hình. Chúng ta không phủ nhận điều đó. Thế nhưng hãy nhìn vào thực tế. Ngay từ đầu, công ty này đã được thành lập dựa trên nguyên tắc tìm kiếm nhân công rẻ mạt ở nước ngoài để làm ra sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn so với các đối thủ. Những cáo buộc vẫn không ngừng xuất hiện. Vào năm 2005, một báo cáo cho biết công nhân ở một nửa số nhà máy của Nike vẫn phải làm việc 60 tiếng mỗi tuần, nhận lương dưới mức tối thiểu, không được đi vệ sinh hay uống nước. Vào năm 2001, một tổ chức phi chính phủ ở châu Âu đã nộp đơn tố cáo hình sự chống lại Nike và một số thương hiệu khác vì sử dụng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Ok, Nike có thể nói rằng những nhà máy đó thật ra không phải của Nike. Họ chỉ thuê chúng gia công sản phẩm cho mình thôi. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là không chỉ riêng Nike, rất nhiều tập đoàn đa quốc gia đang sử dụng lao động giá rẻ ở các quốc gia kém phát triển trong chuỗi cung ứng của mình. Nhiều món đồ chúng ta dùng hàng ngày rất có thể cũng được làm ra bởi bàn tay của những người lao động bị bóc lột. Chà, một lần nữa, tôi phải nói rằng dù sao thì trái đất vẫn quay, muôn đời là vậy. Nếu tìm hiểu sâu xa về bất kỳ công ty tập đoàn nào, bạn cũng sẽ tìm thấy những mặt trái trong đó. Suy cho cùng, như một ngôi sao đã ngã ngựa nào đó đã nói, chẳng có bông tuyết nào là trong sạch.